Lê Minh chào các anh chị, chào các bạn đã quay trở lại với đường live của Lê Minh Vlog. Hôm nay lại một buổi chiều nữa, mình mời các anh chị và các bạn hãy cùng đi trải nghiệm với mình một buổi chiều trên bãi biển Vũng Tàu nhé. Thì lời nói đầu tiên, mình chúc cho các anh chị và các bạn được luôn luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Không phải để các bạn ở đây đâu, mời các bạn hãy cùng đi trải nghiệm cũng như là xả stress cùng với mình một buổi chiều. Đấy, trước mặt mình là bây giờ một cái khung cảnh nước thủy triều đang một chút xuống rất là đẹp này các bạn. Thì mời các bạn hãy cùng đi xả stress cùng với mình nhé, cũng như là giải trí. Trong video có gì sai sót thì mong các bạn hãy hoan hỉ. Thì nếu bạn nào cũng thích thì hãy bỏ qua, mình chân thành cảm ơn. Các bạn xem thấy hay thì hãy cho mình một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ để mình có động lực làm nhiều video hay và đẹp hơn cho các bạn xem và xả stress cũng như là giải trí nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ là 5 giờ 30 chiều rồi các bạn ạ. Mình đang đứng tại khu vực ở mũi Hòn Bà nha các bạn. Thì khu vực này là khu vực bãi đá của Hòn Bà. Cái địa điểm các thanh niên cũng như các giới trẻ rất là ưa chuộng để chụp hình cũng như là lưu niệm những hình ảnh đẹp, những chuyến du lịch Vũng Tàu. Đấy, các bạn nhìn thấy xa đây là một cái khu vực Hòn Bà đấy các bạn, rất là đẹp. Một bãi đá bây giờ nước thủy triều đang rút xuống, bãi đá nó nhô lên rất là đẹp luôn. Hình ảnh không chê vào đâu được, phải không các bạn? Rất là đẹp. Những hình ảnh thân thương những cô gái. Các bạn nhìn xa xa những chuyến tàu đi ngang qua rất là đẹp. Hình ảnh rất là đẹp. Bãi biển nước thủy triều đang rút xuống rồi các bạn. Nước thủy triều đang rút xuống rồi nên bãi cát trải dài đẹp lắm. Bãi đá rất là tuyệt vời. Công chúng viên đồ tạo dáng rất là đẹp như ngày. Rất là đẹp, chim đẹp rất là đẹp các bạn xem, cặp chim đẹp, có một đại gia chúng ta. Không chơi vào đâu, rất là đẹp. Còn những cái gì đẹp của bạn ốc. Yeah.
rất là đông buổi chiều hôm nay các bạn, rất là đông, rất là nhộn nhịp. Hãy subscribe.
xem và giải trí nhé. Thì mình cũng chân thành cảm ơn đại gia đình, chúc đại gia đình có một buổi tối thật là vui vẻ, an lành bên gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại 19 giờ tối ngày mai. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ. Xin chào và tạm biệt.